một quả bi gầm 3 inch nhưng lại được tích hợp cả 3 nhiệt màu vào trong cùng một quả bi như thế này, và khi được lắp đặt vào chiếc VinFast Fadil thì sẽ như thế nào? Chào tất cả mọi người, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuỗi series nâng cấp ánh sáng. Và mọi người ơi, mọi người có cảm nhận được là cái không khí xe lạnh đã đang tràn về? Đó cũng là dấu hiệu để nhận biết một mùa Giáng sinh và một mùa xuân đã đến gần kề chúng ta hơn. Và để cho những cái chuyến du lịch, những cái chuyến về quê được an toàn hơn thì anh chủ của chiếc VinFast Fadil này cũng không quên là ghé qua bên Auto 365 Thủ Đức của tụi em để nâng cấp ánh sáng cho chiếc xe cưng của mình. Lần này anh chủ đã quyết định là lên cho chiếc xe cưng của mình một bộ bi gầm đến từ thương hiệu Titan, chính là bi gầm Titan 301. Đây là một quả bi gầm có kích thước về mặt là 3 inch nhưng mà được tích hợp cả 3 nhiệt màu vào trong cùng một quả bi. Tại sao mà anh chủ lại quyết định lựa chọn bi gầm Titan 301? Đây là một quả bi có công suất COD đạt khoảng 35W. Khi ở chế độ COD, bi gầm Titan 301 có ánh sáng chảy đều, rộng. Còn khi lên pha thì công suất pha đâu đó lên đến 40W. Ánh sáng pha xa và cao, bám đường rất tốt. Quả bi này sẽ có đến 3 nhiệt màu cho mấy anh dễ dàng lựa chọn. Đầu tiên sẽ là nhiệt màu 3000 cho ra ánh sáng có màu vàng rực, tiếp đến là nhiệt màu 4003 cho ra ánh sáng có màu vàng thiên trắng, và tiếp đến sẽ là nhiệt màu 5500K cho ra ánh sáng trắng thời thượng sang trọng. Bi gầm Titan 301 sẽ được bảo hành trong thời gian là 24 tháng, và sau khi lắp đặt xong thì bên em sẽ tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử. Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 0365 365 365 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.